Chào cô bác anh chị em. Hôm nay nhiên và cô bác anh chị em và các cháu cùng vạch mặt con phản động trong nước là ở phản động trong nước là con Quỳnh Thục Vi ở tỉnh Đắk Lắk. Thì cô bác anh chị em còn nhớ là năm 2018 con ả Quỳnh Thục Vi này á từng xúc phạm cờ Tổ quốc của chúng ta không? Xúc phạm quốc kỳ của chúng ta không? Thì năm 2018 nó xúc phạm hình lá cờ của tổ quốc của chúng ta thì tòa án tòa án đã tuyên phạt nó là hai năm hai năm hai năm chín tháng tù vì vì tội xúc phạm quốc kỳ theo điều hai trăm bảy mươi sáu bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1999 nhưng mà nó nhưng mà con bình thuộc vi này nó có con thì nhà nước ta mới là nhân đạo nhân đạo để cho nó quản thi hành để mà nó nuôi con nhỏ nó đứa con nhỏ của nó thì bây giờ tới ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là ngày mấy cho anh chị đó nhiên coi coi okay. ngày hôm nay là ngày hôm nay là mình nhớ không lầm là ngày 21 ngày 21 tháng 7. À 21 tháng 7 2020. À, ngày hôm nay là 21 21 tháng 7 2020 thì đã, thì năm 2018 á là nó đã xúc phạm cờ đỏ sao vàng của chúng ta là nó thảy vôi vô cái lá cờ rồi nó chét vôi nó, nó xịt sơn vô cái, cái 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 cờ đỏ sao vàng của chúng ta. Đó thì lúc đó là bên công an an ninh mới bắt được nó rồi mới đưa ra tòa án là xử nó là hai năm hai năm chín tháng tù vì nó có tội vì có con nhỏ cho nên nó là nhà nước chúng ta là mới nhân đạo là để cho nó nuôi con nó lớn rồi nó mới nó mới tiếp tục là để mà thủ án anh chị bây giờ là ngày 21 tháng 7 năm nay là năm hai Năm nay là ngày 21 tháng 7 2020 Thì nó tiếp tục Nó tiếp tục Là nó khiêu khích Với đảng nhà nước Ta Nó nó coi lực pháp nhà nước ta không ra gì Cho nên nó, nó, nó khiêu khích là ở đây nó Mang cái khăn Mang cái 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 dễ dàng Cái dễ dàng ba sọc của nó Cái dễ dàng thay ma ba sọc Để mà nó khiêu khích ở bên ngành công an của chúng ta khiêu khích với đảng nhà nước ta để bắt nó đó đây là một cái con này là một con phản động tổ chức khủng bố nước ngoài việt tăng đây là nó muốn đi nước ngoài như con nguyễn ngọc như quỳnh với cái con nguyễn thị nga đây anh chị nhưng sẽ đưa camera cho anh chị coi đây anh chị thấy không đó nó đứng nó khiêu khích nó mặc cái đầm này nó đi đi nhà thờ đây anh chị đây nó mặc cái đầm này nó khiêu khích nó đi nhà thờ đây anh chị đây, tự nhiên trở lại đây anh chị nó còn chụp hình nó khiêu khích nè anh chị đây là con quỳnh thuộc vi ở trong nước ở tỉnh đắk lắc nha cô bác anh chị em đó anh chị em nào ở đắk lắc anh chị em nào ở tỉnh đắk lắc thì lại hỏi thăm sức khỏe nó như như con như con gì như con nguyễn cẩm thí nha anh chị à nó viết bài khiêu khích cách đây một giờ nhưng chụp được đó nó khiêu khích nè anh chị ở lấy cái dễ dàng cái thay ma ra nó khiêu khích anh chị em chúng ta đó nó khiêu khích ngành công an đó đó thì cho nhiên nói với nó một tí xíu nha cô bác anh chị em quỳnh thục vi mày muốn đi mỹ giống cô nguyễn thị Nga đúng không cô nguyễn ngọc như quỳnh đúng không mày làm hơn thế nữa đi mày làm thế nữa đi mày khiêu khích hơn thế nữa đi mày làm như cô nguyễn Cẩm thấy vậy đó thì mày đi nhanh lắm quỳnh thục vi mày đang sống trên đất nước việt nam mày lấy cái dễ dàng thay ma đó ra cái dễ dàng mà mày quấn lên trên cổ mày che mày khoác lên trên cái người của mày mới mà đi 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 nhà thờ đó. Mày biết cái dễ dàng đó không cái dễ dàng đó là của pháp nó dựng lên của pháp của mỹ nó dựng lên nó đem vào đất nước việt nam thì nó cai trị con người việt nam để để sát hại nhân dân đồng bào trong đất nước việt nam hãnh diện gì mày 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 đem cái lá, cái cái vẻ vàng đó mày khoác lên vai mày cái vẻ thay ma cái vẻ đó là là rước dâu về để dày mã tổ rước giặt về giết hại đồng bào dân dân trong nước nhân dân trong nước mày hay ho gì mày hãnh diện gì mà mày đem lên đó giờ mày muốn đi mỹ đúng không quậy hơn thế nữa đi mày quậy sao như cô nguyễn cẩm thí vậy đó quỳnh thục vi đó. mày quậy hơn thế nữa đi mày đăng bài mày đăng bài mày đăng bài mày khiêu khích mày đăng bài mày khiêu khích Rốt cuộc á cái người dân nó vô chửi mày vô chuyện người dân vô chửi mày thê thảm nè nè đây đây người dân chửi mày nè 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 người dân chửi mày nè có hai có hai loại người có thể đi ngược với lịch sử dân tộc một loại cực ngu lịch sử loại thứ hai thiểu năng trí tệ không biết chị thuộc loại nào trong hai loại trên mà hành động như chị được như thế rồi còn cái cái ý thức tồi tàn này nữa nghĩ sao mà mặc đồ như vậy như đồ ga như mặc đồ như gái cao ve thế kia mà đến nhà thờ được rồi còn biện cớ che vải che ngực thôi bỏ đi mà làm một con người chị ơi Con nít à, Thấy nó cười Vào mặt chị đấy Thì à, cái à, bài viết này được à, Cách đây một giờ là được à, à, Tất cả được bà con Vô đồng tình ủng hộ Và chửi con Quỳnh Thục Vi Rồi thêm cái dưới này nè à, Đây là một số cái bài nè Không hiểu sao Mà bạn có thể mở miệng Nói à, mẹ À, con được Bạn phải biết rằng Thiên chức người mẹ phải làm Những điều tốt cho con Đằng này bạn lại làm cái trò Không giống ai để ảnh hưởng đến con Làm con sợ sệt Mà còn lưu lo Còn lưu mỏ Lên nói giọng này giọng nọ Tôi không hiểu bạn à, Ham vác Mặt đi lễ à, lễ và diện mạo của một con dị hợm như vậy nó sẽ làm ô quế nhà thờ ô quế giáo sứ à, đó, loại dị hợm à. bao nhiêu người dân chửi đây bao nhiêu người dân chửi nè bao nhiêu người dân chửi con Quỳnh Thục Vi nè anh chị đây nữa nè đi lễ đi lễ nhà thờ nhưng một cố tình à, quăng khăn bao que chủ yếu chỉ à, muốn lợi dụng nhà thờ để phục vụ cho mưu đồ chính trị bản thân hai cố tình ăn mặc hở hang à, kính chúa yêu chúa để đi lễ khoe mong khoe ngực trước mặt chúa các cha xứ và giáo dân khác cái 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 loại học đòi phản động lợi dụng tin như mày mày nghĩ những người công giáo kính chúa yêu nước sẽ che chở cho loại cặn bã như nhiều 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 người chửi lắm nè anh chị ở việt nam luôn tồn đó anh không đó đây nè đó người dân vô chửi đó nè đi lễ thành tâm kính chúa xin lỗi cô lỗi cô luôn cô tưởng gì hội đồng giáo sứ gì đó với giáo dân bị cô dắt mũi chắc cô ăn mặc như rứa đi nhà thờ chỉ vì mục đích khác cô theo đạo phật đừng gây gắt gối cho giáo sứ đến hồi người hồi người ta ghét chửi cho thì cũng không quan à, nổi tiếng lắm rồi đấy lên các kênh mua bán chó mèo là biết rồi đó nhiều người chửi lắm anh chị đấy nè vô thường chửi nó nè một người mẹ chăn chính chẳng bao giờ đưa con làm ra bình phong cho mình như vậy phải chăng đây cũng là à, cách để kiếm tiền à, của một kẻ không biết liêm sĩ là gì mà thôi ôi đấy nè Nhìn mặt con gái à, Nhìn như một Con gái ngành bao que thế Mà Eo à, hiểu sao lại đi Vào nơi tôn nghiêm như vậy Đó Anh chị Đó anh chị Nhiều người anh chị chửi luôn nè anh chị thấy không Chửi Bà nhân dân vô đây Chửi quá trời luôn nè anh chị Đó Người dân vô đây chửi quá trời chửi luôn Đó. Đó Cô bác anh chị Con Quỳnh Thục Vi Ở tỉnh Đắk Lắk Hôm nay bắt đầu khiêu khích với công an Giống con Nguyễn Cẩm Thí rồi Quỳnh Thục Vi Mày tưởng mày mang khăn vàng như vậy Mày đem cái cái dễ dàng ba sọc vậy đi Mày lật đổ được cộng sản nè à? mày kéo nguyên cái cả mà cái cái cái, cái tiểu bang bên Cali có bọn mà lưu vong ở bển á 45 năm quá đi lưu vong á mày kéo nguyên cái đám mà dễ dàng lưu vong ở bên Cali á coi nó có làm có gụng cộng long nào có cộng sản nào, không Quỳnh Thục Vi ý mày đem cái vẻ cái 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 cái, cái mà vàng thay ma ra để mày khiêu khích công an để bắt mày để cho mày đi tù phải không để mày nhanh đi Mỹ đúng không thì mày mày muốn nguyện vọng đó thì mày làm hơn đi mày làm sao giống cảm thấy vậy đó mày làm y chang cảm thấy đó là mày đi nhanh nhanh lắm chứ mày làm gì chưa bắt mày đâu nhưng mà mày quên nữa quên xin lỗi anh chị mày đã xúc phạm cờ tổ quốc rồi một lần rồi cái án mày nó còn để đó hai năm chín tháng tù mày đang nuôi con nhỏ cho nên tạm thời đã để cho mày ở đó ở nhà nuôi con khi mà mày nuôi con nhỏ xong rồi là mày sẽ sao tiếp tục con đường thụ án 2 năm 9 tháng tù và hiện nay mày đem vác cái vẻ, và, vẻ vàng mà và ba sọc đó đó cái giả thầy ma đó lên mày khiêu khích công an thì con đường tiếp theo của mày á, thì nó sẽ nặng hơn nha mày á mình mình nghĩ là mày là người dân á ở đây 96, 97 triệu dân nè à. sao không ai mà mơ mộng giống mày hết vậy hả à, quỳnh thục vi làm mạnh mạnh lên đi trời ơi mặc cái che cái, cái, cái gì cái dễ dàng cái cái khăn dễ dàng đó lên làm gì lấy dễ dàng nó ra mai quần mai áo rồi đi ra chợ dân nó đọc cho sắp mặt À, nhà thờ đó mày đi lén thì sao chứ ở đó mà nó biết nó đọc mày sắp mặt mày ngon mày ra đường đi ra đường chắc cũng lén lén lúc lúc rồi chụp hình gì đó nha chứ dân mà nó theo dõi mày rồi nó biết mày rồi nó đọc cho mày sắp mặt mày nha quỳnh thục vi gửi các anh em các anh chị em mà ở ngoài đắk lắc đó con quỳnh thục vi đó nó, nó đi nó khiêu khích nhân dân ta nó khơi gợi lại cái vẻ vàng đó để mà sát hại đồng bào ta thời chiến tranh bây giờ nó đem cái dễ dàng đó ra nó khơi gợi anh chị em ở ngoài đắk lắk đó lợi dạy cho nó một bài học mất nó một cho nó một bài học rồi sao có gì lo đến công an cái loại mà đang sống trên đất nước việt nam chúng ta ông bà ta đã đổ máu hy sinh giữ cái đất nước bình yên mà nó muốn khơi gợi nó muốn bạo loạn nó muốn gây chiến tranh thì chúng ta là nhân dân nên xử cái bọn này xử cái bọn mắc dạy khốn nạn này nha nó muốn khơi gợi chiến tranh Thì con Quỳnh thuộc Vi này nó muốn khơi gợi chiến tranh Thì anh chị Các chị em phụ nữ ngoài gì đó Ngoài Đắk Lắc đó Dạy cho con ả Mà Quỳnh thuộc Vi này một bài học đi anh chị Mày tưởng mày khơi mày, 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 khơi gợi lại hả Mày khơi gợi nỗi đau thương 96 triệu dân hả Mày khơi lại nhân dân ở trong nước hả Mày khơi gợi đồng bào hả Biết bao nhiêu xương máu đổ ra được cách Hy sinh hy sinh cho cái đất nước này được bình yên như ngày hôm nay không còn mày thì mày khơi gợi lại cái nỗi đau thương đó con quỳnh thục vi cho nên cái bản mặt mày ra đường nó trúng quánh mày là không sai không qua mày liệu hồn mày đi nha tao gửi mày cái clip này đó nghe con quỳnh thục vi nha gửi đến cho tất cả cô bác anh chị em ở tỉnh đắk lắc rồi đó gặp nó ra đường quất vô mỏ nó đem hình nó quất vô mỏ nó hỏi làm sao mày đem cái dễ vàng này muốn khơi gợi là chiến tranh hả à? mày đem những cái bao đau thương mà bao nhiêu mấy triệu người Ông bà mình đã hy sinh cho đất nước Mà mày cũng khơi gợi quánh vô mỏ nó liền anh chị Xin chào cô bác anh chị ha